Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1143 vào ngày hôm qua về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Các Phó trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Các ủy viên ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các bộ cơ quan có liên quan, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo đông đốc các bộ ngành cơ quan liên quan thực hiện thành công kết luận số 49 của Bộ Chính trị về đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải pháp cơ chế chính sách tháo cỡ vướng mắc, huy động nguồn lực để nhanh tiến độ tổ chức thực hiện thành công đề án.